Mến chào các em sinh viên. Hôm nay tôi là bác sĩ thạc sĩ Vũ Hoàng Vũ sẽ hướng dẫn cho các em bài về tiếp cận điều trị hội chứng mạch vành mạn. Thì nội dung của bài hôm nay gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là chúng ta có định nghĩa thế nào là hội chứng vành mạn, và phần thứ hai là phân tầng nguy cơ. Phần thứ ba là các chiến lược điều trị dựa vào phân tầng nguy cơ ở trên. Phần thứ tư là các phần điều trị nội khoa hội chứng vành mạn gồm có các phương pháp như thế nào và các thuốc ra sao. Và phần cuối cùng đó là khi nào thì chúng ta điều trị tái thiếu máu động mạch vành cho hội chứng vành mạn. Thì như chúng ta đã biết, Hội Tim mạch châu Âu năm 2019 thì có phân chia các nhóm thể bệnh hội chứng vành mạn trên lâm sàng để chúng ta dễ tiếp cận. Thì chúng ta thấy cái nhóm mà chúng ta hay gặp, thường gặp trên lâm sàng là cái nhóm đầu tiên, là cái nhóm mà bệnh nhân khi mà có triệu chứng đau ngực và hoặc khó thở mà triệu chứng tương đối ổn định và chúng ta nghi ngờ cái triệu chứng này đó là do bệnh mạch vành gây nên. Đó, còn các nhóm còn lại, năm nhóm còn lại thì chúng ta ít gặp hơn trên lâm sàng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết đó là ví dụ như nhóm thứ hai là những bệnh nhân mà chúng ta có triệu chứng, chúng ta mới chẩn đoán bệnh nhân suy tim có rối loạn chức năng tâm thu hoặc là tâm trương thất trái và chúng ta nghĩ là suy tim á, mà chúng ta nghĩ cái suy tim này nhiều khả năng do bệnh mạch vành, đó là cái nhóm thứ hai. Và nhóm thứ ba là cái nhóm mà đã được chẩn đoán hội chứng vành cấp rồi và đã được có tái tiêu máu rồi, mà thời gian tái tiêu máu dưới 1 năm, có nghĩa là chúng ta mới được chẩn đoán hội chứng vành cấp dưới 1 năm và hiện tại là không có triệu chứng và tương đối là ổn định, đó là nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư chúng ta có những bệnh nhân cũng được gọi là trong nhóm hội chứng vành mạn là những bệnh nhân mà đã có bệnh mạch vành rồi hoặc là đã được can thiệp, đã được tái tiêu máu mạch vành, đặt stent hoặc mổ bắc cầu và thời gian là trên 1 năm, hiện tại là không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng tương đối ổn định, đó là nhóm thứ tư. Nhóm thứ năm là chúng ta có những bệnh nhân đau ngực và chúng ta nghi ngờ là do co thắt động mạch vành hoặc là bệnh lý vi mạch. Và nhóm thứ sáu là những cái nhóm mà hoàn toàn không có triệu chứng gì hết nhưng mà chúng ta tình cờ phát hiện qua những đợt kiểm tra sức khỏe. Đó là 6 cái nhóm hội chứng vành mạn mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng. Thì cái nhóm mà chúng ta hay tiếp cận là cái nhóm đầu tiên, là nhóm mà chúng ta chúng ta nghi ngờ và chúng ta chẩn đoán nghi ngờ bệnh mạch vành triệu chứng nhờ cái triệu chứng đau ngực hoặc là khó thở. Thì một khi mà chúng ta chẩn đoán cái bệnh nhân có bệnh mạch vành hội chứng vành mạn rồi đó, thì chúng ta có cái bài lý thuyết đã nói về phần đó, thì hôm nay chúng ta chỉ tiếp cận cái phần điều trị thôi. Thì chúng ta phải phân độ đau thắt ngực cho những người bị hội chứng vành mạn. Chúng ta có 4 cái mức độ đau thắt ngực theo Hội Tim Canada gọi là CCS, cái tắt là CCS 1 đến CCS 4 và nặng dần từ 1 đến 4. Thì đây chúng ta nhìn cái bảng này là nhắc lại thôi, chúng ta có thể coi lại cái phần lý thuyết của cái bài trước. Vậy thì một khi mà chúng ta chẩn đoán được một cái bệnh rồi thì chúng ta phải tiến hành đến cái phần điều trị cho bệnh nhân. Thì chúng ta phải rõ là khi chúng ta điều trị cho một cái bệnh nào đó thì chúng ta phải hiểu là cái bệnh đó chúng ta chữa thì giúp các thuốc cũng như các phương pháp sẽ giúp gì cho bệnh nhân. Thì trong hội chứng vành mạn đó, thì có 2 cái mục tiêu chính, mục tiêu chính để mà điều trị bệnh nhân hội chứng vành mạn. Thì cái mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta cố gắng làm sao để mà cải thiện các triệu chứng, đó là triệu chứng đau ngực và hoặc là khó thở. Thì khi chúng ta cải thiện được triệu chứng đau ngực và hoặc khó thở thì bệnh nhân sẽ tăng cái chất lượng cuộc sống, người ta sẽ không có bị đau ngực, không bị khó thở nhiều, thì ta sẽ thấy thoải mái và thấy vui hơn, đó là gọi là cải thiện chất lượng cuộc sống hay là còn gọi là cải thiện triệu chứng. Và cái mục tiêu thứ hai mà rất là quan trọng khi chúng ta điều trị hội chứng vành mạn, đó là chúng ta phải cố gắng làm sao để mà cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân. Có nghĩa là chúng ta phải cố gắng làm giảm được tỷ lệ tử vong cũng như là các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Đó là cái mục tiêu rất là quan trọng trong hội chứng vành mạn. Vậy thì làm sao để chúng ta tiếp cận một cái người mà bị hội chứng vành mạn như thế nào? Thì chúng ta biết là khi tiếp cận bất kỳ một cái bệnh lý nội khoa, ngoại khoa vân vân nói chung, thì chúng ta phải cố gắng phân giai đoạn hoặc là phân tầng nguy cơ của bệnh nhân đó. Thì hội chứng vành mạn cũng vậy. Và khi chúng ta đã chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng vành mạn thì cái bước tiếp theo không thể thiếu đó là chúng ta phải phân tầng nguy cơ.
là bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ nào. Nguy cơ đây là nguy cơ tử vong và các biến cố tim mạch. Thì nếu như bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, như là cái biểu đồ bên trái của chúng ta đó, là thuộc nhóm nguy cơ cao. Nguy cơ cao có nghĩa là nguy cơ tử vong và các biến cố tim mạch cao. Thì nếu mà những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao này thì chúng ta phải điều trị rất là tích cực cho bệnh nhân. Thì tích cực là làm sao? Là chúng ta phải đi ngoài cái việc điều trị nội khoa tối ưu, thì chúng ta phải xem xét đến chụp mạch vành và tái tứ máu cái động mạch vành bị tắc hẹp cho bệnh nhân, để giảm cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nguy cơ biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Còn ngược lại, nếu như chúng ta chẩn đoán hội chứng vành mạc mà chúng ta phân tầng bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp. Nguy cơ thấp là sao? Là nguy cơ biến cố tử vong cũng như biến cố tim mạch khác thấp. Thì nếu vậy thì chúng ta sẽ điều trị nội khoa trước. Điều trị nội khoa trước. Nếu mà chúng ta điều trị nội khoa mà tốt, chúng ta cải thiện được triệu chứng cho bệnh nhân tốt, thì chúng ta tiếp tục điều trị nội khoa. Tuy nhiên, nếu mà cái nhóm nguy cơ thấp này thì chúng ta điều trị nội khoa nhưng mà cái tình trạng đau ngực không có đáp ứng, thì chúng ta cũng vẫn phải xem xét đến chụp mạch vành để xem hẹp chỗ nào và chúng ta có thể tái thông được mạch vành cho bệnh nhân bằng đặt stent hoặc là mổ bắt cầu cho bệnh nhân. Vậy thì cái nhóm cuối cùng nằm trong phân tầng nguy cơ là nhóm nguy cơ trung bình. Nguy cơ trung bình thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ có thể là xem xét chụp mạch vành cộng điều trị nội khoa, hoặc là điều trị nội khoa trước, tùy vào từng trường hợp cụ thể. Thì chúng ta sẽ xếp từng trường hợp cụ thể cho nhóm bệnh nhân nguy cơ trung bình. Vậy thì định nghĩa thế nào là phân tầng nguy cơ biến cố tim mạch cao hay là tỷ lệ tử vong cao? Thì đây là một cái phân tầng nguy cơ dựa vào cái nghiệm pháp gắng sức, điện tâm đồ gắng sức. Nếu như mà nguy cơ cao là gọi là cái nhóm mà chúng ta có tỷ lệ tử vong hoặc biến cố tim mạch mà trên 3% một năm thì chúng ta gọi là nguy cơ cao. Còn nguy cơ trung bình là từ 1 đến 2,9% một năm, mà nguy cơ thấp là dưới 1%. Đó là theo cái điện tâm đồ gắng sức. Đó là chúng ta có phân tầng nguy cơ này. Vậy thì có các phương pháp khác để phân tầng nguy cơ là cái gì? Chúng ta có điện tâm đồ gắng sức là tỷ lệ tử vong trên 3% năm theo thang điểm tiêu chuẩn của đất khi chúng ta làm gắng sức. Thứ hai là chúng ta có xạ hình tứ máu cơ tim. Nếu mà vùng thiếu máu cơ tim mà chúng ta làm xạ hình ra đó mà nó trên 10% khối cơ tất trái thì cũng là thuộc nhóm nguy cơ cao. Hoặc là chúng ta làm cộng hưởng từ tim thì thấy có 16 vùng, người ta sẽ chia 16 vùng trên cơ tim khi chúng ta chụp cộng hưởng từ tim. Thì nếu từ 2 vùng trở lên thì chúng ta bị khiếm khuyết hoặc là bị rối loạn vận động khi chúng ta làm nghiệm pháp gắng sức với cộng hưởng từ tim đó, thì chúng ta gọi là nhóm nguy cơ cao. Và cũng vậy, trong siêu tim gắng sức cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy làm siêu tim gắng sức mà có từ 3 vùng trở lên mà bị thiếu máu, giảm động hoặc là vô động khi gắng sức bằng siêu tim gắng sức đó, thì chúng ta cũng định nghĩa là nguy cơ cao biến cố tim mạch. Và chụp cắt lớp vi tính, chúng ta bây giờ chúng ta thấy hình ảnh học rất là phát triển, thì chụp cắt lớp vi tính là một phương pháp tương đối là ta làm khá nhiều bây giờ. Thì nếu chúng ta chụp CT, gọi là CT động mạch vành đó, mà chúng ta thấy là có 3 cái nhánh lớn của động mạch vành nuôi trái tim và chúng thấy cả 3 nhánh đều bị tổn thương, bị hẹp có ý nghĩa hết, và những vị trí là những vị trí đoạn gần của các nhánh đó thì chúng ta gọi là nguy cơ cao. Hoặc là chúng ta chụp ra mà ngay thân chung động mạch vành trái bị hẹp có ý nghĩa và đoạn gần nhánh lên thích trước hẹp có ý nghĩa thì chúng ta cũng gọi là nhóm nguy cơ cao đó. Và có một cái xét nghiệm nữa là chúng ta là đo phân suất dự trữ vành. Thì cái này chúng ta chỉ làm khi chúng ta chụp mạch vành mà thấy hẹp và chúng ta thấy xăng thương không có hẹp nặng, đó là mức trung bình, thì chúng ta có thể đo phân suất dự trữ vành. Nếu mà phân suất dự trữ vành dưới 0.8 thì chúng ta cũng phải can thiệp mạch vành cho bệnh nhân để cải thiện cái biến cố tim mạch trong tương lai cho bệnh nhân. Vậy là chúng ta thấy cái bảng này là cái bảng để chúng ta phân tầng nguy cơ bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao ở bệnh nhân hội chứng vành mạc. Vậy thì chúng ta thấy là nếu bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao có nguy cơ biến cố tử vong cũng như biến cố tim mạch cao, thì chúng ta phải xem xét ngoài việc điều trị nội khoa tối ưu, chút xíu chúng ta sẽ xem ở phần trình bày phía dưới, thì chúng ta phải xem xét tái tứ máu động mạch vành cho bệnh nhân. Thì hiện tại chúng ta có 2 phương pháp chính để mà tái tứ máu, tái thông cái động mạch vành bị tắc cho bệnh nhân. Thì cái phương pháp thứ nhất thì ta gọi là can thiệp động mạch vành qua da và đặt stent. Phương pháp này người ta sẽ đưa một cái ống thông từ động mạch quay ở tay hoặc là động mạch đùi và luồn ống thông lên tới động mạch vành nuôi trái tim. Chúng ta chụp hình động mạch vành và thấy động mạch vành bị
tắt hẹp có ý nghĩa và qua đó chúng ta có thể nông và đặt stent. Đây là một cái hình ảnh minh họa cho chúng ta coi một cái trường hợp bị hẹp động mạch vành. Đó, chúng ta thấy cái hình ở trên hình đây thì chúng ta đây là nhánh đinh thất trước. Nhánh đinh thất trước hẹp rất nặng, dòng chảy chỉ tim I2 thôi, hẹp vào đoạn giữa của nhánh đinh thất trước, hẹp khoảng 90 và trên 90%, gây cho bệnh nhân đau ngực. Thì sau đó bệnh nhân này hẹp nặng như vậy, có đau ngực nặng, thì chúng ta với bệnh nhân mới được can thiệp bằng đặt stent. Thì qua cái ống thông này, từ đường động mạch quay đưa vào và đưa một cái sợi dây dẫn, gọi là dây dẫn can thiệp, đi xuyên qua, đi ngang qua cái chỗ tổn thương, và sau đó đưa một cái bóng lướt lên sợi dây dẫn và nong cái bóng này lên như cái hình bên phải. Và sau khi nong bóng xong thì chúng ta sẽ cũng trên cái sợi dây dẫn can thiệp này, thì bác sĩ can thiệp sẽ đưa một cái stent đi vô tới vị trí của động mạch vành bị hẹp và sau đó nong nở cái stent ra như cái hình bên trái chúng ta thấy đây. Và sau khi đặt stent xong thì cái hình bên phải chúng ta thấy động mạch vành rất là trơn láng đẹp như là như ban đầu. Và chúng ta nhìn cái hình này để chúng ta so sánh trước và sau khi can thiệp. Hình bên trái là trước can thiệp, động mạch vành hẹp rất nặng ở đoạn giữa của nhánh đinh thất trước, và hình bên phải chúng ta thấy là sau khi đặt stent thì đã hết hẹp. Vậy thì phương pháp tái tước máu mạch vành, ngoài phương pháp can thiệp vành qua da đặt stent, thì người ta sẽ còn một phương pháp thứ hai là phương pháp gọi là phẫu thuật bắc cầu mạch vành, hay còn gọi là phẫu thuật bắc cầu trụ vành. Thì những trường hợp mà chúng ta có bị nhiều nhánh mạch vành mà không có can thiệp đặt stent được bằng phương pháp nội soi đó, thì người ta sẽ xem xét đến cái việc mà mổ bắc cầu mạch vành. Bắc cầu mạch vành là sao? Chúng ta phải bệnh nhân phải được gây mê, rồi bệnh nhân sẽ được mổ mở ngực ra, banh ngực ra, và chúng ta sẽ dùng có thể máy tim phổi nhân tạo hoặc không. Và chúng ta sẽ mổ bắc cầu qua cái chỗ hẹp, chỗ tắc đó thì gọi là mổ bắc cầu. Chúng ta có thể lấy tĩnh mạch hiện ở chân nối lên vô, hoặc là chúng ta lấy động mạch vú trong để chúng ta nối vô động mạch vành. Cái này gọi là mổ bắc cầu động mạch vành. Vậy thì khi mà chúng ta một khi đã chụp mạch vành, thì đây là một cái phương pháp khi nào chúng ta lựa chọn mổ bắc cầu mạch vành hay là chúng ta can thiệp bằng đặt stent cho những bệnh nhân mà bệnh mạch vành mạn, hội chứng mạch vành có nguy cơ tử vong cao. Thì chúng ta thấy nếu mà thường là thông thường thì nếu mà động mạch vành hẹp mà chúng ta có thể đặt stent được đơn giản thì chúng ta sẽ can thiệp bằng đặt stent, bởi vì can thiệp bằng đặt stent là phương pháp ít xâm lấn, chúng ta chỉ gây tê tại chỗ thôi, và đặt stent và khá là hiệu quả cho bệnh nhân. Đó, nếu mà chúng ta có một nhánh hoặc hai nhánh thôi thì chúng ta có thể can thiệp bằng đặt stent. PCI là chữ viết tắt của gọi là can thiệp mà qua da đó, can thiệp bằng qua da. Còn chữ CABG, chữ viết tắt của tiếng Anh đó là phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Thì nếu mà chúng ta bị ít nhánh mạch vành, một hoặc hai nhánh thôi, thì chúng ta thường là xem xét can thiệp vành qua da là đủ. Tuy nhiên nếu chúng ta bị nhiều nhánh mạch vành mà phức tạp á, thì có thể chúng ta xem xét nên là phẫu thuật bắc cầu mạch vành thì nó có lợi hơn. Vậy thì chúng ta đã coi cái phần cái phần hội chứng mạch vành mà nguy cơ cao rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là hội chứng mạch vành nguy cơ thấp. Nguy cơ thấp là làm sao? Nguy cơ thấp là nguy cơ biến cố tử vong cũng như biến cố tim mạch thấp. Thì chúng ta sẽ điều trị nội khoa. Thì điều trị nội khoa gồm có bốn cái mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất, cái phương pháp chính, phương pháp thứ nhất là chúng ta thay đổi lối sống. Phương pháp thứ hai là chúng ta dùng các thuốc chống đau thắt ngực cho bệnh nhân, để giảm đau ngực cho bệnh nhân. Cái phương pháp thứ ba chúng ta cái liệu pháp thứ ba phải dùng là dùng cho các thuốc cho các bệnh đồng mắt cùng lúc với hội chứng vành mạn. Chúng ta hay gặp lắm những người bệnh vành mạn thì thường á, bệnh mạn nói chung á, hoặc là bệnh mạn nói riêng thì vành mạn nói riêng thì thường người ta sẽ có kèm những cái bệnh khác như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu vân vân đó. Và cuối cùng là chúng ta dự phòng các biến cố có thể xảy ra. Thì thay đổi lối sống như thế nào? Chúng ta biết rồi, các yếu tố nguy cơ mạch vành thì chúng ta có hút thuốc lá thì chúng ta phải bỏ thuốc lá, chế độ ăn uống thì phải lành mạnh và hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng đừng có bị béo phì thừa cân, tập thể dục thường xuyên, thường là 150 phút một tuần, quản lý các yếu tố tâm lý cũng như yếu tố môi trường, hoạt động thể dục hợp lý và phải tuân thủ điều trị cho tốt, và nếu được chúng ta tiêm ngừa cúm hàng năm. Và tiếp theo là cái phần điều trị bằng thuốc. Thì chúng ta biết là các thuốc trong điều trị hội chứng vành mạn có hai cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là nhóm thuốc giảm các triệu chứng đau thắt ngực cho bệnh nhân, và nhóm thuốc thứ hai là nó có giúp tác dụng là giảm các biến cố.
tim mạch trong tương lai cho bệnh nhân, như là hội chứng vành cấp hoặc là thiếu máu cục bộ cơ tim cũng như thiếu máu não cấp tính. Đó là chúng ta có hai cái nhóm thuốc, thường là chúng ta sẽ phối hợp cả hai, thường là chúng ta sẽ phối hợp cả hai cái thuốc này. Vậy thì các thuốc điều trị đau thắt ngực thì gồm các thuốc nào? Chúng ta có bốn nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm nitrat, nhóm thứ hai là nhóm chặn thuốc chặn beta, nhóm thứ ba là thuốc chặn cân canxi, và nhóm thứ tư là các thuốc khác như chúng ta có chimetazidine, nicorandine và ivabradine là các thuốc điển hình. Nhóm nitrat thì như thế nào? Thì nhóm nitrat là cái thuốc gây giảm đau ngực tương đối hiệu quả. Thì nó cơ chế là nó giãn cái hệ động mạch vành và hệ tĩnh mạch, nó làm giảm triệu chứng đau thắt ngực dựa trên cơ chế là giải phóng NO và nó làm giảm tiền gắn. Thì chúng ta có hai loại chúng ta hay dùng trên lâm sàng là các nitrat tác dụng ngắn, như chúng ta thường là chúng ta xài là xịt hoặc là ngậm dưới lưỡi. Đó thì thời gian tác dụng nó khoảng trong vòng 10 đến 15 phút. Đó, và chúng ta thấy là thường những cái thuốc tác dụng ngắn như này thì chúng ta để cắt cơn khi bệnh nhân đang đau ngực. Và cái nhóm thuốc nitrat thứ hai hay còn gọi là các thuốc nitrat tác dụng kéo dài, thì thuốc tác dụng kéo dài thường là chúng ta uống vô để mà chúng ta phòng ngừa cơn chứ không phải là để điều trị cơn đau. Các thuốc này thì có thể dùng 1-2 lần một ngày. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là khi dùng các thuốc nitrat mà tác dụng dài thì chúng ta nên để một cái khoảng nghỉ không có thuốc từ 10 đến 14 giờ để tránh hiện tượng lờn thuốc. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc chặn beta giao cảm hay là ức chế beta đó, thì chúng ta biết là cái thuốc này khá là hiệu quả trong điều trị dự phòng các cơn đau thắt ngực, nên nó được là cái thuốc khởi đầu trong điều trị đau thắt ngực ở hầu hết các bệnh nhân. Thì cơ chế tác dụng của thuốc thì thuốc chặn beta giao cảm thì nó thường làm giảm tiêu thụ oxy cơ tim, do nó làm giảm nhịp tim nè, giảm co bóp cơ tim và làm giảm cái hậu tại của tim, và nó cũng làm giảm tái cấu trúc cơ tim do giảm sức căng thẳng của thất trái, và nó cũng làm kéo dài thời kỳ tâm trương và tăng tưới máu mạch vành. Chúng ta biết là tưới máu mạch vành là đa phần là xảy ra trong thời kỳ tâm trương, và chúng ta biết là khi thuốc chặn beta này nó làm cho nhịp tim chậm lại thì kéo dài thời kỳ tâm trương, làm cho tăng tưới máu mạch vành. Thì thuốc chặn beta giao cảm thì ngoài cái tác dụng mà làm giúp chúng ta kiểm soát cái triệu chứng đau ngực cho bệnh nhân theo qua các cơ chế nói trên, thì thuốc chặn beta giao cảm nó còn rất là hữu ích nếu như chúng ta có bệnh nhân có hội chứng vành mạn nhưng mà kèm thêm một cái chức năng thâm tu thất trái EF dưới 40%, hoặc bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, thì chúng ta thấy là cái lợi ích của nó ngoài cái việc mà giảm đau ngực cho bệnh nhân, nó còn giúp cải thiện tiên lượng cho những bệnh nhân mà có EF thấp, phân số tơ máu thấp hoặc có tiền sử nhồi máu cơ tim. Thì các thuốc đã được chứng minh giảm nguy cơ tử vong thì chúng ta có một số thuốc mô tả ở đây như là metoprolol, carvedilol và bisoprolol. Nhóm thuốc thứ ba để điều trị đau thắt ngực đó là nhóm chặn cân canxi. Nhóm chặn canxi thì gồm có hai nhóm, ta phân là hai nhóm chính là nhóm dihydropyridine, gồm các thuốc tiêu biểu là amlodipine, felodipine, lacidipine, nifedipine. Và các thuốc non-dihydropyridine thì có hai nhóm thuốc tiêu biểu là diltiazem và verapamil. Thì cái cơ chế mà gây giảm đau ngực của thuốc chặn cân canxi thì gồm có là giảm, nó làm giảm sức cản mạch vành, làm giảm co bóp cơ tim giống như là chặn beta vậy đó, và giảm sức cản mạch máu hệ thống cũng như là giảm huyết áp. Đó, cho nên là các thuốc này nó có thể làm giảm được triệu chứng đau ngực. Tuy nhiên thì cái thuốc chặn cân canxi này thì chưa có được chứng minh là có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và mắc bệnh trên bệnh nhân hội chứng vành mạn. Có nghĩa là thuốc chặn canxi thì đơn thuần nó chỉ giúp làm giảm đau ngực mà thôi, nó không giống như chặn beta ở một số trường hợp thì chúng ta có thể xài kèm vô, nó có thể làm giảm được cái tỷ lệ tử vong cũng như biến cố tim mạch cho bệnh nhân hội chứng vành mạn. Các thuốc khác thì chúng ta có điển hình ba thuốc ở đây, chúng ta ivabradine, chúng ta có nicorandine và chimetazidine. Ba thuốc này có cơ chế hoàn toàn khác nhau. Ví dụ chúng ta có ivabradine thì là cái thuốc này nó giúp ức chế cân EF ở nút xoang, nó làm chậm nhịp xoang, ức chế duy nhất cái nút xoang thôi, rất là chọn lọc, thì nó làm chậm nhịp tim và nó làm, chúng ta biết rồi, khi chậm nhịp tim thì làm giảm nhịp tim thì giảm cái nhu cầu oxy cơ tim, sẽ làm giảm cái triệu chứng đau ngực cho bệnh nhân. Thì thuốc này nó có thể dùng phối hợp với chặn beta ở trên, hoặc là khi bệnh nhân không có dung nạp được với chặn beta, ví dụ bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính ta không dung nạp được thì chúng ta có thể dùng thuốc này thay thế cho chặn beta cũng được. Nicorandine thì nó là một cái thuốc nhóm
là một loại dẫn xuất nitrat của nicotinamide, thì nó được sử dụng để phòng ngừa và điều trị đau ngực lâu dài, có thể kết hợp với các thuốc khác để mà tăng cái hiệu quả giảm đau ngực đi lên thêm. Và chimetazidine thì khá thấy thường gặp trên lâm sàng, là cái thuốc điều chỉnh chuyển hóa năng lượng cơ tim, nó làm giảm nhu cầu oxy của tế bào cơ tim và từ đó nó làm giúp cải thiện tình trạng đau ngực. Và đây là một cái bảng để chúng ta thấy một cái phối hợp thuốc và theo từng bước thì và theo một số cái tình huống cụ thể để chúng ta biết là chúng ta khởi trị thuốc trong hội chứng vận mạng nhằm giúp giảm triệu chứng thiếu máu cục bộ của bệnh nhân hội chứng vận mạng như thế nào. Thì chúng ta thấy là có 4 bước ở đây, có 4 bước điều trị. Thì nếu bước 1 điều trị chuẩn thì chúng ta có thể khởi đầu với chặn thuốc chặn beta hoặc là chặn kênh canxi. Rồi, nếu như mà chúng ta khởi đầu với một trong hai thuốc mà chúng ta không có cải thiện được cái triệu chứng đau ngực thì chúng ta có thể kết hợp cả hai, thì chúng ta có thể kết hợp chặn beta cộng với thuốc chặn kênh canxi nhóm dropyridine. Đó. Và nếu như mà điều trị chuẩn này mà chúng ta hai thứ rồi, chặn beta và nhóm chặn kênh canxi mà nhóm non dropyridine rồi mà cũng chưa có kiểm soát được đau ngực thì chúng ta sẽ thêm thuốc tiếp. Đó là điều trị chuẩn. Và nếu mà bệnh nhân này một cái bệnh nhân mà có nhịp tim cao, có thể trên 80 trên 100 lần phút, thì thuốc ban đầu chúng ta nên chọn lựa là chọn beta để làm chậm nhịp tim lại, thì nó phù hợp vừa hạ huyết áp vừa chậm nhịp tim vừa giảm triệu chứng đau ngực cho bệnh nhân. Hoặc là chúng ta chọn thuốc non hydropyridine chặn kênh canxi vào nhóm non dihydropyridine. Đó, thì các bước thứ hai và thứ ba đây chúng ta thấy ở đây. Hoặc là những bệnh nhân mà chúng ta thấy mà có hội chứng vận mạng nhưng mà nhịp tim cơ bản của bệnh nhân thấp sẵn dưới 50 dưới 60 lần phút, thì nếu chúng ta xài chặn beta hoặc là xài chặn kênh canxi mà nhóm non dropyridine thì có thể làm chậm nhịp tim hơn nữa, thì không nên thì chúng ta có thể dùng thuốc khởi đầu là chặn kênh canxi mà nhóm dropyridine. Đó, để chúng ta có thể xài cho bệnh nhân. Và thuốc thứ hai phối hợp có thể dùng một cái thuốc nitrat tác dụng kéo dài để phối hợp thêm nếu mà cần thiết để kiểm soát triệu chứng đau cho bệnh nhân. Đó, thì chúng ta thấy bước thứ hai là như vậy. Đó, thì nếu mà còn cần nữa chúng ta có thể thêm các thuốc như là nicoranidin hoặc là chimotidine thêm. Và nếu bệnh nhân mà có một hội chứng vận mạng, được chẩn đoán hội chứng vận mạng và kèm thêm một cái rối loạn chức năng tâm thu thất trái hoặc là suy tim, ví dụ như EF thấp, phân số tơ máu thất trái thấp, thì cái thuốc đầu tay chúng ta nên sử dụng là chặn beta. Bởi chúng ta biết là chặn beta thì các nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng đều cho thấy là nó có làm giảm được tỷ lệ tử vong và biến cố tim mạch cho bệnh nhân suy tim. Thì nếu vậy thì nếu vừa có suy tim vừa có hội chứng vận mạng thì cái thuốc khởi đầu chúng ta nên là chặn beta. Đó, chặn beta. Và nếu mà cần thì đến bước thứ hai chúng ta có thể thêm chặn beta kết hợp với một cái nitrat tác dụng kéo dài, hoặc khi nhịp tim vẫn còn cao chúng ta cần đạt nhịp tim thấp hơn ở bệnh nhân suy tim có hội chứng vận mạng thì có thể phối hợp ibravidin để làm chậm nhịp tim thêm để đạt được cái hiệu quả như chúng ta mong ước. Và nếu bệnh nhân mà có huyết áp thấp thì chúng ta có thể dùng các thuốc, nhưng mà chúng ta lưu ý là huyết áp thấp thì các thuốc mà điều trị đau thắt ngực thì đa phần nó có thể kèm thêm, nó sẽ làm giảm chút xíu huyết áp, nên nếu bệnh nhân huyết áp thấp thì chúng ta nên khởi đầu các thuốc nào cũng được, nhưng mà chúng ta cố gắng sở đều là liều thuốc thật thấp để chúng ta dò liều trước rồi chúng ta sẽ tính tiếp cho bệnh nhân. Đây là cái bảng cho chúng ta một cách tương đối để chúng ta coi các bước dùng thuốc cũng như cách sử dụng thuốc và một số tình huống cụ thể. Vậy thì chúng ta đã lượt qua các thuốc mà làm gọi là cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, làm cải thiện triệu chứng đau ngực cho bệnh nhân. Thì giờ chúng ta đến cái phần thuốc thứ hai là các thuốc giúp phòng ngừa hay là giảm các biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng động mạch vận mạng. Thì chúng ta có 4 cái nhóm thuốc chính. Nhóm thứ nhất là thuốc kháng tiểu cầu hay còn gọi là thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Đó, nhóm thứ hai là thuốc điều trị hạ lipid máu, thường là chúng ta nói đến nhóm statin đó, Nhóm thuốc thứ ba là thuốc ức chế hệ renin, angiotensin, aldosterone. Và nhóm thuốc thứ tư là các thuốc khác như thuốc kháng đông và thuốc ức chế bơm proton. Thì chúng ta coi các thuốc kháng tiểu cầu thì điển hình nhất chúng ta thấy là thuốc aspirin. Aspirin là thuốc nền tảng trong hội chứng vận mạng. Thì chúng ta thấy là liều dùng hàng ngày là 75 cho đến 100 mg mỗi 24 giờ. Đó, thì nó cơ chế là ức chế không hồi phục COX-1. Aspirin thì các nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh là
Đó là cái thuốc hữu hiệu để phòng ngừa hình thành huyết khối để mà nó có thể phòng ngừa được các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Cái thuốc thứ hai cũng có thể xài cho bệnh nhân bị hội chứng bệnh mạng mà cũng có tác dụng kháng tiểu cầu, đó là thuốc clopidogrel. Clopidogrel liều là 75 mg mỗi 24 giờ. Thuốc này thuốc ức chế tụ thể P2Y12, cái nhóm là tụ thể ức chế tụ thể P2Y12. Thì cái clopidogrel sử dụng khi nào, dùng đơn trị liệu khi nào mà chúng ta thấy một số bệnh nhân uống aspirin vô bị dị ứng thuốc, hoặc là uống vô bị không dung nạp với thuốc, bị uống vô bị triệu chứng dạ dày nhiều quá thì người ta chịu không nổi, thì đó chúng ta sẽ ngưng aspirin, chúng ta thay thế bằng clopidogrel, và có khi chúng ta sẽ phối hợp cả aspirin lẫn clopidogrel luôn. Đó là những trường hợp mà chúng ta gọi là dùng thuốc kháng tiểu cầu kép. Thì những trường hợp đó là những trường hợp mà bệnh nhân mà hội chứng bệnh cấp, hoặc là những bệnh nhân mà hội chứng bệnh mạng như trong bài này, mà bệnh nhân đã được điều trị tái tuyến máu bằng cách can thiệp bằng đặt stent, thì trong một thời gian đầu khoảng 6 tháng đầu thì ta sẽ dùng hai thuốc kháng tiểu cầu phối hợp, gọi là kháng tiểu cầu kép, trong vòng 6 tháng đầu tiên. Tuy nhiên chúng ta biết là thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chống đông, loãng máu ra, và chúng ta biết là các thuốc này nó có nguy cơ gây xuất huyết nếu mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. Thì nếu vậy, khi mà chúng ta sử dụng các thuốc kháng tiểu cầu thì chúng ta nên lưu ý đánh giá các nguy cơ chảy máu khi dùng thuốc kháng tiểu cầu. Vậy thì khi một cái bệnh nhân mà bị hội chứng bệnh mạng, chúng ta có chỉ định dùng thuốc kháng tiểu cầu, lý do là bởi vì nó làm giảm được các biến cố tim mạch cũng như tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân, thì chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ mà chảy máu cũng như nguy cơ tắc mạch do huyết khối nó như thế nào. Thì chúng ta thấy đây là cái nhóm bệnh nhân nguy cơ cái tắc mạch cao, là biến cố thiếu máu cục bộ cơ tim cao đó, thì chúng ta có, nếu bệnh nhân nó bị nhiều nhánh mạch vành thì chúng ta thấy nguy cơ tắc mạch sẽ cao hơn một nhánh mạch vành, và kèm theo ít nhất một trong bốn yếu tố này, ví dụ đái tháo đường đó, hoặc là nhồi máu cơ tim đã bị rồi bị tái phát đó, hoặc là có bệnh mạch vành nhiều nhánh cộng với bệnh mạch máu ngoại biên, hoặc là bệnh mạch vành nhiều nhánh cộng với bệnh thận mạn mà có eGFR độ thanh lọc cầu thận thận ước đoán là tầm 15 đến 59 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da. Thì nếu mà có yếu tố này chúng ta gọi là nguy cơ tắc mạch hay là biến cố liên quan đến thiếu máu cục bộ cao. Còn nhóm bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao thì có rất là nhiều định nghĩa, tuy nhiên định nghĩa này tương đối đơn giản để chúng ta biết. Ví dụ như bệnh nhân có tiền sử chảy máu nội sọ hoặc đột quỵ, thiếu máu não, hoặc bệnh nhân có suy tiêu hóa gần đây, hoặc thiếu máu do suy gan, sơ thận, suy thận, hoặc là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu và tuổi cao, đó là những bệnh nhân mà có nguy cơ chảy máu cao. Và đây là một cái bảng để chúng ta thấy các thuốc kháng tiểu cầu có thể dùng đơn độc hoặc là dùng phối hợp aspirin trong dự phòng biến cố ở bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch trung bình cao và không có nguy cơ xuất huyết cao. Thì đây chúng ta nhìn cái bảng này, chúng ta thấy đây, ví dụ như clopidogrel chúng ta thấy dùng 75 mg một ngày một lần, và thì thường chỉ định là sau khi nhồi máu cơ tim thì người ta có thể dùng phối hợp với aspirin gọi là kháng tiểu cầu kép, và thường là dùng 12 tháng đó, sau đó chúng ta sẽ ngưng clopidogrel, có thể kéo dài hơn tùy từng bệnh nhân. Prasugrel thì cũng vậy, nó cũng cùng nhóm với clopidogrel. Ticagrelor cũng cùng nhóm với clopidogrel, là thuốc ức chế tụ thể P2Y12 đó, thì chúng ta cũng có thể xài. Nhưng mà tuy nhiên thì trong hội chứng bệnh mạng thì đa phần chúng ta dùng aspirin cộng clopidogrel là nhiều, không có sử dụng prasugrel và ticagrelor. Và còn rilosaban thì cũng có thể xài, tuy nhiên rilosaban thì chúng ta xài liều mạch máu trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhiều nhánh mạch vành và có kèm bệnh lý mạch máu ngoại biên, thì cũng có thể chúng ta dùng rivaroxaban liều thấp, là thuốc kháng đông thế hệ mới đường uống đó, chúng ta dùng liều thấp liều mạch máu để dùng, có thể dùng kèm với aspirin hoặc không, để cho những bệnh nhân có bệnh lý xơ vữa mà nặng. Và cái nhóm thuốc thứ hai mà giúp là giảm các biến cố tim mạch cũng như tử vong cho bệnh nhân hội chứng bệnh mạng, đó là nhóm thuốc hạ lipid máu, là nhóm statin đó. Thì chúng ta biết là statin là như atorvastatin, rosuvastatin, vân vân, những thuốc đó, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta một khi mà có bệnh lý gọi là được chẩn đoán là hội chứng bệnh mạng rồi, thì chúng ta dùng statin thì chúng ta phải đạt được cái mục tiêu làm sao cho được cái LDL cholesterol này nó giảm trên 50% so với cái mức nền của bệnh nhân đó, thì chúng ta thấy như vậy mới đạt. Hoặc là chúng ta thấy là và đứt làm sao cho dưới 55 mg trên decilit, cái mức này cũng khá là khó đạt, chúng ta thường phải dùng statin liều tương đối cao hoặc là phối hợp statin với thuốc khác đó. Thì nếu mà mục tiêu không đạt được như là ở trên đó, thì chúng ta có thể dùng statin này kết hợp với ezetimibe, một thuốc cũng là giảm lipid máu
và đường uống, và nếu không đạt nữa thì chúng ta có thể dùng các thuốc mà liên quan gọi là thuốc ức chế PCSK9, là các thuốc mới. Hiện tại các thuốc này thì chưa có ở Việt Nam, PCSK9 thì chưa có ở Việt Nam, ezetimibe thì có rồi, để làm sao chúng ta đạt được cái LDL cholesterol mục tiêu dưới 55 mg trên decilit, và nó giảm ít nhất là 50% so với ngưỡng ban đầu. Cái nhóm thuốc thứ ba mà có thể làm giảm được cái biến cố tim mạch cũng như tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân hội chứng bệnh mạng, đó là thuốc ức chế hệ renin, angiotensin, aldosterone. Thì cái nhóm thuốc này nó có gồm hai cái nhóm chính, là nhóm ức chế men chuyển và nhóm thứ hai là ức chế thụ thể. Chúng ta viết tắt đây là ức chế men chuyển là UCMC, ức chế thụ là UCTT, đây là ức chế thụ thể đây. Thì chúng ta thấy nếu mà bệnh nhân có hội chứng bệnh mạng mà có kèm theo các yếu tố như là tăng huyết áp, hoặc là tiểu đường, hoặc là phân xuất tố máu giảm, hoặc là bệnh thận mạng, thì chúng ta dùng cái thuốc ức chế hệ renin, angiotensin, aldosterone rất là có lợi cho bệnh nhân vừa có hội chứng bệnh mạng vừa mà có một trong các yếu tố này. Và chúng ta thấy ức chế men chuyển nên cân nhắc ở những bệnh nhân có hội chứng động mạch vành mạng mà có nguy cơ rất cao biến cố tim mạch, không nhất thiết ở trên này, nhưng mà nếu chúng ta đánh thang điểm score mà nó cao đó, thì chúng ta nên dùng cái ức chế men chuyển này kèm trong hội chứng vành mạng. Và ức chế thụ thể thì dùng khi nào? Chúng ta thấy những cái thuốc của nhóm sạc tăng, cái lô sạc tăng, rồi các thuốc như van sạc tăng á, thì là ức chế thụ thể, thì chúng ta được khuyến cáo là khi mà bệnh nhân hội chứng vành mạng có chỉ định dùng ức chế men chuyển, tuy nhiên là bệnh nhân không dung nạp được do bị phù mạch hoặc bệnh nhân bị ho, tác dụng phụ của ức chế men chuyển nó gây ho, thì người ta có thể dùng ức chế thụ thể thay thế cho ức chế men chuyển. Và các thuốc khác thì có thể dùng. Chúng ta biết là nếu bệnh nhân có kèm theo tình trạng hội chứng bệnh mạng mà có kèm theo rung nhĩ, thì chúng ta biết rung nhĩ mà chúng ta đánh thang điểm CHA-SS mà trên lớp bằng 3 điểm ấy, thì đối với nữ và 2 điểm đối với nam, thì chúng ta cũng phải dùng thuốc kháng đông đi kèm đó, thì chúng ta phải dùng vừa kháng tiêu cầu vừa kháng đông để mà làm giảm các biến cố liên quan đến huyết khối, nhất là rung nhĩ nó gây huyết khối từ tim vừa nhĩ trái, thì chúng ta phải dùng kèm để mà làm biến cố thuyên tắc cho bệnh nhân. Thì nếu mà nhân mà có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao thì chúng ta cũng có thể dùng thuốc bơm proton, là cái thuốc chúng ta để mà hạn chế axit trong dạ dày đó, thì được khuyến cáo sử dụng đồng thời với các thuốc kháng tiểu cầu hoặc là thuốc kháng đông để chúng ta phòng ngừa biến cố liên quan đến xuất huyết tiêu hóa cho bệnh nhân. Chúng ta biết là biến cố xuất huyết tiêu hóa là một biến cố làm tăng tỷ lệ tử vong và biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Vậy thì chúng ta đã đi qua cái phần di truyền nội khoa. Vậy khi nào chúng ta tái tới máu mạch vành cho bệnh nhân hội chứng bệnh mạng? Thì chúng ta biết rồi, nếu như mà chúng ta phân tầng nguy cơ mà bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao á, thì chúng ta phải xem xét tái tưới máu mạch vành sớm cho bệnh nhân cộng với chúng ta điều trị nội khoa tối ưu. Và nếu mà chúng ta có đây là một cái lưu đồ để chúng ta thấy khi nào chúng ta nên tái tưới máu động mạch vành cho bệnh nhân. Chúng ta thấy đây là nếu chúng ta có đau ngực, ghi nhận thiếu máu cơ tim, có nhiều nhánh mạch vành, đó thì chúng ta xem xét là đo các xăng thương bằng cái phân suất dự trữ vành để chúng ta đánh giá coi cân nhắc tới máu bệnh nhân mà bệnh vành hay không. Đây là một cái lưu đồ dựa vào cái hình ảnh chụp mạch vành cũng như là dựa vào cái mức độ bệnh nhân có thiếu máu cục bộ cơ tim, có triệu chứng hay không. Còn cái lưu đồ phía trên lúc nãy anh đã trình bày là dựa vào phân tầng nguy cơ, đấy là một cái lưu đồ khác để chúng ta thấy cân nhắc tái tưới máu vành cho nhân hội chứng bệnh mạng mà chúng ta điều trị nội khoa không có thành công, bệnh nhân còn đau ngực nhiều, thì đây chúng ta sẽ tái tưới máu vành dựa vào cái lưu đồ này. Vậy thì sau khi chúng ta đã chẩn đoán và chúng ta phân tầng nguy cơ và chúng ta đã điều trị các phương pháp cho bệnh nhân như là điều trị nội khoa cũng như là chúng ta điều trị tái tưới máu khi cần cho bệnh nhân rồi, thì chúng ta sẽ phải quản lý lâu dài bệnh nhân có hội chứng vành mạng như thế nào. Thì đây là một cái bảng để cho chúng ta coi đối với những bệnh nhân mà được tái thông mạch vành trong hội chứng vành mạng đó, hội chứng vành cấp mà dưới 1 năm, thì bệnh nhân phải được theo dõi chặt chẽ. Bởi vì đây là những đối tượng nguy cơ gặp các biến cố cao hơn và cần phải thay đổi các thuốc trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Vì thế bệnh nhân được khuyến cáo là tái khám ít nhất là 2 lần trong năm đầu tiên. Có nghĩa là những bệnh nhân mà sau hội chứng bệnh cấp đã qua giai đoạn cấp rồi nhưng mà còn dưới 1 năm sau khi được chẩn đoán thì nó thuộc nhóm hội chứng bệnh mạng đó. Tuy nhiên hội chứng bệnh mạng này thuộc nhóm nguy cơ có biến cố tim mạch cao và cần điều chỉnh thuốc, nên chúng ta phải tái khám ít nhất là 2 lần 1 năm trong năm đầu tiên. Còn đối với những bệnh nhân mà có hội chứng bệnh mạng mà có kèm theo rối loạn chức năng thất trái, hoặc là khi
hoặc sau hội chứng phần cấp thì chúng ta cần phải đánh giá sau 82 tuần các liệu trình điều trị của chúng ta để chúng ta tăng thuốc, điều chỉnh thuốc thêm để đánh giá cái khả năng cải thiện chức năng thất trái của bệnh nhân như thế nào, để chúng ta đánh giá và điều trị thêm cho bệnh nhân thì chúng ta thời gian tái khám nó phải ngắn hơn 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần. Và đây là một cái bảng để cho chúng ta biết những cái gì chúng ta cần làm trong những khoảng thời gian chúng ta theo dõi trong năm đầu tiên, trong năm tiếp theo của bệnh nhân như thế nào. Chúng ta có cái vòng tròn màu trắng là có thể làm, vòng tròn màu màu đen mà tương đối vừa vừa thôi á là chúng ta có nên làm. Thì chúng ta thấy đây, nếu mà chúng ta có ban đầu thì chúng ta nên tái khám tim mạch, nếu được chẩn đoán hội chứng vành mạng thì chúng ta nên được tái khám tim mạch. Chúng ta nên nên làm là nên phân tầng nguy cơ và có thể nên làm điện tâm đồ khi nghỉ đó. Rồi nếu mà chúng ta sau đó mỗi 3 tháng thì chúng ta có thể làm, không là 6 tháng chúng ta sẽ làm theo dõi bệnh nhân tiếp tục đó. Thì tất cả những cái bảng này chúng ta sẽ coi thêm để chúng ta biết cách quản lý một cái bệnh nhân mà hội chứng vành mạng các thể khác nhau vào các thời điểm khác nhau sao cho nó phù hợp. Vậy thì để kết luận cái bài hôm nay thì chúng ta thấy là hội chứng mạch vành mạng thì có 6 thể lâm sàng để chúng ta nhận diện nó trên lâm sàng. Và một khi mà chúng ta đã chẩn đoán hội chứng vành mạng thì chúng ta cái bước tiếp theo không thể nào thiếu là phải phân tầng nguy cơ. Bởi vì nếu mà chúng ta biết là nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch cao thì cái phương pháp và cái cách tiếp cận của chúng ta nó phải tích cực hơn và phải nhiều chiến lược cùng lúc để giúp giảm cái tỷ lệ nguy cơ biến cố tim mạch cũng như tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Đó. Và cái điều trị của chúng ta tiếp cận điều trị nó phải theo cái phân tầng nguy cơ trên cơ sở là điều trị nội khoa tối ưu, đó là cái nền tảng của chúng ta. Và chúng ta tái tiêu máu động mạch vành cho hội chứng vành mạng khi nào? Khi mà bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, khi chúng ta phân tầng nguy cơ, hoặc là khi chúng ta thất bại cái nhóm mà nguy cơ thấp á, và chúng ta thất bại khi điều trị nội khoa để kiểm soát cái triệu chứng đau ngực cho bệnh nhân mà chúng ta không kiểm soát được, thì chúng ta sẽ phải xem xét tái tiêu máu động mạch vành cho bệnh nhân. Và chúng ta có hai phương pháp tiêu máu chính là chúng ta có thể can thiệp bằng qua da, nội soi, stent, thì phương pháp đó tương đối nó nhẹ nhàng đơn giản cho bệnh nhân. Và nếu mà chúng ta không can thiệp bằng qua da được thì chúng ta sẽ xem xét đến cái phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ phẫu thuật bắt cầu nối động mạch vành cho bệnh nhân. Và bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn, các em.